Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Hyundai Venna có năm sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, động cơ 1.4 máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, mang biển kiểm soát Quảng Ninh 14A07088, mang nước sơn màu đen, trang bị la răng đúc 4 bánh, trang bị túi khí an toàn cho người lái. Một mẫu xe bản sedan 2 đầu, hàng nhập khẩu nguyên trước, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng các bác nhé. Phải nói là rất là đẹp luôn, keo chỉ zin, máy số vẫn còn zin các bác nhé. Nội thất ghế da rất là đẹp, màn hình cam nùi đầy đủ. Tư nhân chính chủ, biển kiểm soát Quảng Ninh. Hiện tại là chiếc Hyundai Venna đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh, mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Hyundai Venna nhập khẩu các bác nhé. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu các bác nhé, tích hợp bàn phím trên bô lăng. Đó. Sau đây em sẽ lổ máy lên cho các bác xem này. Đấy, máy thì đè cái lổ ngay các bác nhá. Máy lổ êm thiên thiết luôn. Hệ thống táp lô của xe. Đó, táp lô của xe các bác này. Rất là đẹp. Úi giời, các bác xem chân của nó này. Chân của nó đẹp mướt mờ các bác nhá. Đấy, đẹp mướt mờ luôn. Hệ thống chắn nắng. Đấy, LED như là Soli luôn. Hai bên các bác này. Đấy, chắn nắng hai bên các bác nhá. Đấy, nó hơi ẩm ẩm mướt mướt một chút các bác nhá. Gương chiếu hậu. Phần điều hòa. Đấy, tất cả những cái nút điều hòa các bác này. Điều hòa thì rất là mát luôn. Đấy, em sẽ cài số lùi xem là con này là màn hình đã có cam nồi chưa. À, có cam nồi được các bác nhá. Có cam nồi rồi. Đấy, có cam nồi được các bác nhá. Cổng sạc điện thoại. Đấy, tẩu hút thuốc đầy đủ luôn. Phần hộp đựng đồ. Đấy, hộp đựng đồ các bác nhá. Hệ thống phanh tay. Quả số. Hệ thống xi nhan báo rẽ. Hoạt động rất là trơn tru. Phun nước gạt mưa. Đó, hoạt động rất là ok. Đấy, ô sờ kê các bác nhá. Táp ly cánh cửa rất là đẹp luôn. Một mẫu xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên trước, sản xuất 2008. Lót sàn đầy đủ luôn. À, lót sàn đầy đủ các bác nhá. Tất cả những cái hốc bản đề, hốc ác. Rồi, hốc ác, hốc bản đề nguyên đai nguyên kiện luôn. Phần bậc lên xuống. Phần tem mác theo nhà máy sản xuất. Đây các bác xem, ốc áp bản đề chưa hề động đến ca lê một lít các bác nhá. Hệ thống cột kèo của xe. Đây, nguyên đai nguyên kiện luôn. Nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Keo chỉ zin. Keo chỉ zin các bác nhá. Khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt chi. Đấy, máy lổ rất là êm. Điều hòa mát, côn số ngọt. Máy số con này vẫn còn zin các bác nhá. Máy số zin luôn. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Trần của nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Trần rất là đẹp luôn. Túi khí an toàn cho người lái. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Venna sản xuất 2008, phiên bản số sàn, động cơ 1.4,
một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Máy lổ giòn tan, máy đang đổ các bác nhá, toàn bộ là sóc ra. Ốc lắp cabo chưa hề động đến caliper, tất cả keo chỉ zin luôn. Giá tiền thì 169 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhé. Đấy, máy móc lổ rất là êm luôn. Máy thì không hề có dấu hiệu gì dầu. Đấy, 169 triệu đồng. Toàn hàng tuyển các bác nhá, tuyển chọn rất là kỹ luôn. Đấy, dòng Hyundai thì máy móc của nó OCT. Đấy, rất là lành luôn. Rất là lành các bác nhá, lành như một cục đất luôn. Không hay ở vặt. Đấy, máy số ngon, điều hòa mát, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. 169 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Venna nhập khẩu sản xuất 2008, động cơ 1.4, phiên bản số tay các bác nhá, số tay, hệ thống nắp capo. Đấy, tổng quan của nắp capo này, keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ zin, ốc gác chưa hề động đến caliper hết, phần nụ giảm sóc đây. Đấy, máy đang nổ các bác nhé, máy lổ giòn tan luôn. Hệ thống đèn đóm của xe này, đấy, cặp đèn pha của nó này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhé, cặp đèn pha rất là sáng bóng đều nhau luôn. Mang biển kiểm soát Quảng Ninh, mang nước sơn màu đen, bản sedan hai đầu, lốp dép này, la răng đúc này. Đấy, lốp dép của nó khá là dày dặn các bác nhá, khá dày dặn luôn. Phần cua lốp của xe, đấy, cua lốp các bác nhá, không hề mục mọt này. Đấy, cua lốp không hề mục mọt, sơn xi thì sạch sẽ, ok rồi. Đăng kiểm thì còn đến tháng 6 năm 2022. Phần lóc của xe này. Đấy, lóc của xe các bác nhá. Táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ. Đó, táp ly cánh cửa các bác nhá. Hệ thống keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ zin, khung cánh cửa không hề mục mọt. Hệ thống ốc ác bản nề, cánh cửa chưa hề động đến ca lê mỏ lết. Phần cột kèo, cột kèo đinh tán của xe. Đấy, cột kèo đinh tán nguyên bản các bác nhá, cột kèo đinh tán nguyên bản. Màn hình cam nồi, táp lô của xe này rất đẹp. Đây là phần hàng ghế đằng sau. Hàng ghế đằng sau các bác nhé. Hệ thống bật lên xuống này. Ốc bản này. Đây, ốc ác các bác này. Đấy, zin đét các bác nhé. Cột kèo và đinh tán nguyên bản. Đấy, cột kèo đinh tán nguyên bản luôn. Táp ly cánh cửa. Hệ thống khung cánh cửa các bác nhá. Đấy, khung cánh cửa này. Keo chỉ zin. Đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ. Đó, các bác xem lốp dép này. Đấy, thụt giảm sóc các bác nhé. Không hề gì dầu. Lốp dép khá là ok. Sơn xi thì sạch sẽ rồi. Còn đây là phần cốp sau xe các bác nhé. Đấy, bản sedan hai đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi luôn. Đây là những bộ áo ghế da của nó này. Đấy, áo ghế khoác của nó các bác nhá. Đấy, em vẫn để đây các bác này. Đấy, bác nào thích về khoác thì khoác, mà không thì cứ để đây thôi.
Đấy, cốp sau xe thì khá là rộng rãi luôn. Tất cả đinh tán máng nước này, hai bên các bác nhá, nguyên đai nguyên kiện này. Hệ thống nắp cốp này, tất cả các lỗ tròn các bác nhá, không hề bo méo luôn. Đấy, tròn zin các bác nhá. Phần của lốp số cua xem nào. À vâng, đây là phần của lốp số cua các bác này. Đấy, lốp số cua. Sàn xe này. Đó, sàn của nó này không hề mù mọt các bác nhá. Đấy, không hề mù mọt. Còn đây là phần gầm của xe này. Đấy, gầm bệ các bác nhá. Gầm bệ của nó chắc lịch luôn. Đấy, gầm bệ chắc lịch. Đấy, máy lỗ phụt nước này. Đấy, máy con này rất là tốt luôn các bác nhá. Rất là tốt luôn, không khói gì. Đấy, không có một chút khói nào. Sơn xi. Đèn đóm ok. Phần quả lốp của đằng sau bên lái các bác nhá. Đó, lốp dép này. Khá là đẹp luôn. Hệ thống cua lốp của xe thụt giảm sóc. Na răng đúc. Táp ly cánh cửa. Đấy, các bác xem táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Phần keo chỉ của xe. Keo chỉ zin đều tắp tắp luôn. Khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt. Bật lên xuống. Hệ thống cột kèo của xe. Đấy, tất cả cột kèo nguyên bản luôn. Đấy, nguyên bản các bác nhé. Nội thất ô sờ kê. Bảng tổng của gương chỉnh điện, kính chỉnh điện. Đấy, bảng tổng của kính chỉnh điện, gương chỉnh tay các bác nhé. Màn hình cam nồi đầy đủ, tích hợp bàn phím triple lăng. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Giá tiền thì 169 triệu đồng. Bên em có bao hút hồ sơ, cũng như hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác những video lần sau ạ.